Tiếp tục trở lại với trận tranh hạng 3 đôi nữ. Đây là set đấu thứ hai. Set đấu thứ nhất, Vietcombank Bình Dương bên phải màn hình giành chiến thắng 21-13. Một pha match ngoài, một điều. Điểm cho Tân Bình Dương 2-1. Lại trả cầu ngoài, hai đều. Set đấu thứ nhất, hai bên giằng co nhau khoảng 8 điểm đầu. Từ điểm thứ 9 trở đi thì Vietcombank Bình Dương liên tục dẫn điểm và thắng cách biệt 21-13. Cầu lông thì không có hai người nha anh em. Tân Bình Dương đang dẫn 4-2. Mát vậy không ăn được. Quá hay. Ba pha smash liên tục. Rồi lại bỏ nhỏ ăn. 5-2. Một pha mát cầu trúng đồng đội mình luôn. Điểm Tân Bình Dương 6-2. Một pha cầu lỏng tay nhưng lại ra ngoài. Điểm Vietcombank 3-6. Cầu ngoài, khá đáng tiếc. Điểm Tân Bình Dương 7-3. Set đấu thứ hai, Tân Bình Dương thi đấu khá tưng bừng ở đầu set. 8-3. 9-3. Một pha đánh bóng ngoài trong lưới luôn. 13. Lộn giữa bóng và cầu. 11-3. Set đấu thứ hai, Tân Bình Dương thi đấu rất hay. Khá tưng bừng. Bên phía Vietcombank Bình Dương xin hỏi ý rồi. Tham ao. Đầu set thứ hai, Tân Bình Dương có chiến thuật quá hay, thi đấu cực kỳ hay. Đang dẫn 11-3. Hết thời gian hội ý, tiếp tục. Tân Bình Dương đang dẫn 11-3. Một pha trả cầu đẹp chiếu sân nhưng cầu ngoài. Mười ba ba. Một pha mát rất đẹp, điểm về cho Vietcombank Bình Dương 4-13. Trả cầu ngoài 5-13. Điểm Tân Bình Dương 14-5. 14-5 trong tay. Một pha phát cầu ngoài 6-14.
từ đầu trận đấu thứ hai tới giờ Việt Công Banh Bình Dương liên tục smash ngoài 15-6. Mười sáu bảy. Quá hay. 17-7. Cầu ngoài. 8-17. 9-17. Mà rất mạnh. 18-9. Cầu ngoài 19-9. Vận động viên này có cú smash rất mạnh. Điểm cho Việt Công Banh Bình Dương 10-19. Quá mạnh, cổ tay quá tốt. 11-19. Mười ba mười chín. Cầu ngoài 14-19. Quá hay, một pha đánh cầu trên lưới. 20-14. Khả năng sẽ có trận đấu thứ ba của trận tranh hạng ba này. Tân Bình Dương đã có điểm số thứ 20. Cầu ngoài. Kết thúc trận đấu thứ hai, Tân Bình Dương giành chiến thắng 21-14. Cân bằng tỷ số 1-1. Sẽ có xét bài.